Ok, hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Chú Thợ Xây nha. Hôm nay trả lời một bình luận của bạn bảo là đánh xoan lạnh kiểu này sẽ gây bị ộp và sẽ không được đẹp tường. Thì hôm nay trả lời cho bạn đây, bức tường mình đã xoan lạnh, đánh lạnh xong rồi đấy. Nó như thế này, vật như là mình cán tường ấy, tường phẳng nó thô đấy, thì nó như mình chắt tường thôi, nó không ộp được đâu anh em nhá. Anh em mới qua kênh đăng ký kênh của mình nhá. Thank you.